Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mấy ngày vừa qua mưa to gió lớn California từ San Diego tới Sacramento khiến cho nhiều người rất khó chịu, đời sống rất vất vả. Tết trước sắp tới nơi rồi, nhưng mà mưa to gió lớn bão tố kinh hoàng và California bị một cái trận gọi là cái trận mà cái nào atmospheric river, dòng sông áp nhiệt từ trên trời đổ nước xuống, nước dâng lên khoảng chừng bộ gang tay ở nhiều nơi. Và như vậy thưa quý vị, nó dẫn đến 800 900 ngàn ngôi nhà bị cúp điện, cúp nước và đời sống không có đèn, không có đuốc gì, rất khó khăn. Sáng nay chúng tôi có theo dõi một số phóng sự truyền hình trực tiếp cùng số truyền hình của Hoa Kỳ cho thấy rằng Sacramento và một số thành phố vẫn còn đường dây điện vẫn đổ nát, nào là dây trụ điện ngã xuống đường, rồi là những cái cây cối ngã, và như vậy nó rất là đi lại rất khó khăn, thiếu điện vân vân. Và nhiều gia đình có những trẻ em cũng gặp rất khó khăn trong thời tiết như thế này. Nhưng mà sáng nay thì thưa quý vị, cái thời tiết nó đỡ 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 trở thành đỡ hơn chút xíu. Sáng nay cái thời tiết đỡ hơn chút xíu là chúng ta nhìn thấy là mưa nó tạnh hơn. Mưa tạnh hơn, dù tối qua mưa cũng rất lớn nhưng sáng nay mưa tạnh hơn. Và một số cái sự khôi phục nó phục hồi trở lại từ từ BCD là hãng điện lực, cho đến người ta sửa chữa lại và dọn dẹp những cái chỗ mà đường xá bị cây cối ngã xuống, bị được dọn dẹp, cho nên tình hình có thể khả quan hơn. Và đặc biệt khi chúng tôi nhìn vào các bản mà dự báo thời tiết đó, thì trong một tuần lễ này, từ thứ hai đi cho đến thứ sáu thứ bảy, thời tiết không được tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm, phần lớn nằm trong cái ở khoảng 55 58 độ. Và như vậy thì thưa quý vị, không khí cũng tương đối khá ấm cúng, không đến nỗi nào, và mưa nó không tạnh đi và dòng sông áp nhiệt cũng tăng, bắt đầu tan đi từ từ. Người ta hy vọng một thời gian ngắn nữa thì California trở lại ánh nắng mặt trời như cũ và sinh hoạt lên bình thường, và nếu chúng ta có thể đón cái Tết năm nay để quý vị có cùng ăn Tết với năm nay với nhau. Thì nhìn cái cảnh như vậy ở tại đó, chuyện Bắc Cali tại San Jose cũng vậy, ảnh hưởng rất nặng. Còn Nam California thì nhìn thấy những cái hội chợ Tết, hội chợ cây trái hoa ngày Tết rất là sơ sát, tiêu điều. Có thể nói rằng San Diego lên tới Santana, lên tới San Jose, lên Sacramento, dọc cái tiểu bang California, chúng ta không thấy một cái tin tức lạc quan để đón mừng năm mới. Thưa quý vị, không biết rồi tuần tới nó sẽ như thế nào, cuối tuần này nó sẽ như thế nào. Cuối tuần này là cái tuần cuối tuần mà chúng ta đi mua sắm rất là nhiều, chúng ta hy vọng thời tiết sẽ đỡ hơn. Mình cho đến giờ này thì thời tiết có vẻ đỡ hơn, thưa quý vị. Chúng ta hy vọng chúng ta sẽ có những cuối tuần thật là thời đáng ấm để bà con đi mua sắm Tết. Và ai cũng trông chờ ngày 8 tháng 2 là ngày tối cao pháp viện sẽ xử cái trường hợp Trump có được tiếp tục tranh cử chức tổng thống Mỹ hay không, hay bị cái điều khu di án thứ 14 điều khoản thứ 3 là cấm ông ta ra tranh cử vì cái tội bạo phản loạn. Thì đây là một lần cái hiếm hoi mà cái cuộc tranh cử tổng thống phải lên tới tối cao pháp viện phân xử. Lần kề trước đây á, là trong trường hợp ông Al Gore đấu với ông Bush con tại Florida do những tranh chấp về mặt pháp lý đã đưa ra cho tòa án tối cao xử. Cho đến giờ này thì tương đối khá lâu chúng ta không có trường hợp tranh chấp nào, nhưng mà trường hợp ông Trump lần này là đưa ra phán xét phân xử và mở tòa án tối cao. Thì chúng ta sẽ chờ xem nếu mà ông Trump bị kết án thì như thế nào. Nếu mà không bị kết án
thì ông Trump sẽ ứng cử viên bình thường. Nhưng nếu bị kết án thì ông Trump có thể bị loại. Và nếu ông ta bị loại thì theo các cuộc thăm dò dư luận thì con số người ủng hộ ông ta rút xuống, bị sự sa sút một cách cực kỳ đáng kể. Thì theo đài truyền hình NBC News, trong bản thăm dò trên toàn quốc cho biết rằng cử tri Hoa Kỳ sẽ không bỏ phiếu cho ông ta, không bám vào ông Trump nữa nếu ông Trump bị convicted, rồi bị kết án trong một tội hình sự vào năm nay. Thì nếu ông ta bị kết án tội hình sự thì như chúng tôi đã nói một vài lần, thì sáng nay NBC đã vừa thăm dò gần đây nhất, mới nhất, tìm cho rằng cử tri sẽ bỏ ông Trump ra, không bỏ cho ông Trump, và bỏ cho ứng cử viên đối lập của ông Trump. Thì cho nên cái vận số của cái ông Trump chúng ta sẽ chưa biết nó như thế nào, vì lệ thuộc nhiều thứ quá. Nào là lệ thuộc vào nhiều cái phiên tòa xử, lệ thuộc vào nhiều việc quyết định xử của tối cao pháp viện, vân 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 vân. Và trong từ đây cho đến một vài tháng tới thì số phận ông Trump sẽ được định đoạt. Và cũng nên nhắc lại, thì trong lúc như vậy ông Trump bị te tua trở thành về pháp lý như vậy đó, từ dân sự tới hình sự tùm lum hết như vậy, thì bản tin mới nhất của ngày hôm qua cho thấy rằng trong cuộc thăm dò dư luận mới với cáo cáo cạnh luôn, thì ông Trump dẫn trước Biden là ở 5 điểm trong cuộc, nếu cuộc bỏ phiếu, nếu cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay. Với chuyện mà nếu mà ông dẫn trước 5 điểm á, thì cho cái tỷ lệ sai biệt là 3.4, thì ông ta vẫn còn dẫn trước một cách sòng phẳng, là nếu trừ 3.4 về tỷ lệ sai biệt thì ông còn dẫn lên 1.6. Tuy nó chưa chắc ăn và tuy còn nhiều thay đổi, nhưng mà đó là một cái con số dẫn trước của ông Trump khiến Biden có những quan ngại, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc vòng đàm tranh cử của ông Biden, có thể đổi được chút ít, có thể đổi chiến lược số số chút định. Và trong ngày hôm nay biết cái tầm quan trọng của cái quyết định của tố cao pháp viện, nếu mà quyết định từ tố cao viện, nếu mà xử mà cấm ông Trump có tội trong một cái điều khoản là tuyên án thứ 14 điều khoản thứ 3, thì ông Trump tạm đời. Cho nên ngày hôm nay thì ông Trump đã có một cái mà ta gọi là the last ditch, là cái nỗ lực cuối cùng, là ông ta viết một lá thư gửi tối cao pháp viện và biện minh rằng mình việc không có bị truy tố, và ông ta cho rằng ông ta là không có bị mà bị miễn ông ta được miễn nhiễm, ông ta được miễn nhiễm, tại vì đó là cái lúc đó ông ta là đương kim tổng thống, những vi phạm của ông ta thì được miễn nhiệm theo theo hiến pháp Hoa Kỳ. Thì liệu tố cao không bị cho phép điều đó hay không, chúng ta chưa biết. Nhưng mà ông ta cũng kêu gọi tố cao pháp viện á, tiếp tục giữ cái tên ông ta trong một lá phiếu của tiểu bang Colorado, bởi vì ông ta hiện nay tiểu bang Colorado đã phản đối ông Trump được quyền ra ứng cử, và lấy tên ông Trump ra khỏi cái lá phiếu bầu cử tri Colorado. Thì ông Trump yêu cầu là tiểu bang tối cao viện quyết định cho tiểu bang Colorado, yêu cầu tiểu bang Colorado đưa tên ông ta trở lại trong danh sách phiếu bầu. Thì chuyện ông Trump về vấn đề mà ứng cử bầu cử nó còn nhiều rắc rối lắm, chúng ta không cầm đèn đi trước ô tô được, chúng ta chờ xem nó sẽ như thế nào. Và nhân cái tiện này tranh thủ ông ta cũng đá xéo ông Biden chút xíu, ông cho là ông Biden tiến hành một cuộc tranh cử mà anti democratic, chống lại, phản lại tinh thần dân chủ bằng những cái trường hợp pháp lý, tiến hành những thủ tục pháp lý chống lại ông ta, chống lại ông ta Donald Trump. Nhưng mà cái đó thì lời tố cáo này thì được có thuyết phục hay không thì tùy quý vị nhận xét. Nhưng mà để nó tránh những cái khuyết điểm nóng nảy hoặc là trình bày không cạn ý, thì lần này ông Trump thay vì trình bày trước tòa tối cao pháp viện thì ông Trump viết lá thư gửi tối cao pháp viện nhờ xem xét. Thì có lẽ đó là do ý kiến của luật sư và cố vấn của ông ta,
tính trong thì bột chọc ăn nói lung tung đó. Trong gần đây thì ông Trump cũng có một tin tức nữa là ông ta nghe cái nguồn tin là có thể là ông Joe Biden sẽ rời bỏ cái cuộc đường đua chức tổng thống Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ 2, và thay vào cái chỗ đó là có thể đảng chủ đưa cái nhân vật tên là Gavin Newsom, thống đốc từ bang California ra tranh cử chỗ này. Đó là tin đồn thôi, chúng ta không biết chắc, chỉ mới là tin đồn thôi. Thì nghe tin đồn như vậy thì ông Trump có những phản ứng như thế nào từ phía ông Trump? Về ông Biden thì chưa nghe gì hết. Ông Newsom, Gavin Newsom thì cho rằng ông ta không có ý nghĩ đó, chưa có ý nghĩ đó. Nhưng phía ông Trump có những phản ứng, ông ta cho rằng nếu mà ông Gavin Newsom mà ra tranh cử với ông Donald Trump thì ông Gavin Newsom, thống đốc California, là một cái đối thủ mà được gọi là easy opponent, là một cái đối thủ tương đối khá như vậy, dễ thở, nhưng mà không biết có dễ thở hay không. Bởi vì ông chúng ta biết rằng cái ảnh hưởng của ông thống đốc California trong đảng Dân Chủ và trong cử tri khá lớn. Trong cái cuộc nói chuyện vào ngày Chủ nhật với Maria Bartiromo trên đài Fox, trong cái chương trình Sunday Morning Futures, thì ông Trump đã bày tỏ cái sự ngờ vực của ông ta, sự nghi ngờ của ông ta rằng ông ta sẽ không còn đối đầu với Biden trong cái cuộc tái đấu lần này. Ông ta cũng chưa chắc là tin cái điều mà ông Gavin Newsom, thống đốc California, thì thế ông Biden trong cuộc chạy đua về chức tổng thống. Đó là cái chuyện một vài tin tức liên quan bầu bầu cử. Trong lúc đó ông Trump nói một câu như thế này được trích dẫn khá nhiều vào báo chí ngày hôm nay: về mặt cá nhân tôi không nghĩ như vậy, tôi không nghĩ gì, không nghĩ là ông thống đốc California sẽ thay thế ông Joe Biden. Và ông ta cho rằng cái đó là cái tin là BS, là bậy bạ. Và ông Trump nói về ông Newsom như sau: cái tiểu bang của ông ta rất là khủng khiếp, horrible, tiểu bang California rất là khủng khiếp, rất kinh khủng quá. Hãy nhìn vào trên cái vấn đề, phải nhìn vào vấn đề mà homeless, vô gia cư tràn khắp. Và người dân California đang tìm cách rời ra khỏi tiểu bang này. Các công ty cũng vậy, các công ty đang rời khỏi tiểu bang California, tất cả mọi công ty đang rời bỏ để tìm tái định vị ở lại một tái hoạt động ở một địa điểm khác, của một tiểu bang khác. Và ông ta cho rằng California càng ngày càng tồi tệ thì Gavin Newsom lãnh đạo tiểu bang, và để thế này như vậy thì lãnh đạo nước Mỹ chỉ có toi luôn. Do vậy tôi nghĩ rằng nếu Gavin mà ra ứng cử thế ông Biden thì đó là một đối thủ cực kỳ dễ chịu, bởi vì chính bản thân California là một disaster, là một cái tai họa, và người ta không muốn ông Gavin Newsom trở thành tổng thống Mỹ. Đó là lời nhận xét của ông Donald Trump. Nhưng mà thật sự đến giờ này thì cũng không ai biết rằng ông lấy tin ở đâu. Nó là chỉ là tin đồn thôi, chứ mà chưa có nguồn tin nào chính thức của báo chí để gặp vấn đề này theo nguồn tin official, nguồn tin chính thức. Và như chúng tôi đã nói nãy có một chút xíu đó, bây giờ chúng ta bổ sung thêm. Trong lúc chúng ta biết rằng cái sự thách thức rất lớn của ông Trump trước mắt trong tuần này là gì? Là liệu ông ta có còn có mặt trong lá phiếu bầu tổng thống trong thời gian tới hay không? Vào ngày 8 tháng 2 thì tối cao pháp viện sẽ xử liệu ông Trump có vi phạm cái tuyên án thứ 14 điều khoản thứ ba không,
là vi phạm cái lệnh là an loạn, chống lại chính phủ, lật đổ chính phủ. Nếu mà kết tội như vậy, ông Trump có tội thì ông Trump sẽ bị loại ra khỏi cái chức vụ, chạy đua chức vụ cho cái chức tổng thống. Và cái sự tố cáo bắt bị lần này được xem là rất là quan trọng. Thì ngày 8 tây thì bắt đầu bàn bạc những ý kiến ra vào và sau đó sẽ bỏ phiếu chín. Thì chúng ta thấy rằng đây là cuộc sự của tố cáo pháp biện lần thứ hai sau vụ Bush chống lại Bush và Al Gore tranh chấp tại Florida trong cuộc bầu cử tổng thống năm nào. Và từ cái quyết định đó của tố cáo pháp biện sẽ trả lời luôn cái việc mà có rút tên Trump, tống cổ Trump ra khỏi danh sách bầu cử tại địa bàn Colorado hay không. Thì đó là một cái chuyện mà được xem, đã được nói tới rất là nhiều trong 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 tuần này. Và trong cuộc vận động ở tại Nevada thì ông Biden bắt đầu nã đạn trực diện vào ông Donald Trump. Ông Biden đã lên án ông Trump như sau: ông ta nghĩ ông ta là ai vậy? Who the hell does he think he is? Ông ta nghĩ ông ta là ai vậy? Thì chúng ta biết rằng ông Biden lâu nay ông có kiềm chế việc mà tấn công trực diện ông Trump. Nhưng mà lần này tại Nevada, ông ta không ngần ngại để làm điều đó. Tấn công khá trực diện. Trong khi còn 2 ngày nữa, thì ông Biden sẽ có một trải qua một cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tại tiểu bang Nevada. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Thì tổng thống Joe Biden đã không ngần ngại để tung ra những ý kiến chỉ trích với ông Donald Trump như một đối thủ nặng ký nhất của ông ta. Đã có mặt tại North Las Vegas, miền Bắc của thủ đô cờ bạc Las Vegas. Ông Biden đã mở đợt tấn công khá nặng ký, sắc sảo vào cựu tổng thống Donald Trump. Đó là đối thủ duy nhất của Cộng hòa mà ông ta gọi bằng tên rõ ràng rằng là Donald Trump trong một bài nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ của ông ta tại ở Las Vegas. Và ông ta nói một câu được báo chí trích dẫn nhiều như thế này: Trump và những thân hữu MAGA của ông ta đang chia rẽ cái đất nước của chúng ta, không có phải là đang đoàn kết đất nước chúng ta trở lại. Ông Trump và những chiến hữu MAGA của ông ta đã kéo nước Mỹ lùi trở lại trong quá khứ, không lùi trở lại trong quá khứ, chứ không phải là lãnh đạo chúng ta tiến về tương lai. Ông tấn công Trump cách khá nặng nề. Ông Biden tập trung vào việc chỉ trích ông Trump về phương diện dân chủ và quyền, các quyền quyền hạn, quyền lợi, như là vấn đề phá thai và một số vấn đề liên quan. Và đó là cái chuyện mà ông Biden mà mở đợt tấn công khá mạnh mãnh liệt vào ông Donald Trump. Và với tốc độ này thì chúng ta biết trận chiến bắt đầu gay go hơn. Lâu nay thì chúng tôi đã nói nhiều lần rồi, chưa đến lúc mà ông Biden sẽ ra lên tiếng, bởi vì cuộc đua còn cả 8 tháng nữa thưa quý vị. Chúng tôi biết khoảng 3 tháng trước cái bầu cử thì chuyện nó lớn nổ sẽ nổ ra. Đó. Cái hai bên tấn công nhau sẽ quyết liệt hơn, nhưng bây giờ thì vẫn còn cách xa và còn nhiều yếu tố chi phối cho nên họ không có ra tay nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy trong bắt đầu từ ngày ngày hôm nay chúng ta nghe tiếng nói của ông Biden khá nhiều được tấn công
địch thủ của ông ta, đó là Donald Trump. Bây giờ ông ta nói chút về vấn đề mà cái atmospheric river, cái dòng sông áp nhiệt. Như chúng tôi đã thưa quý vị rằng trên cái bầu trời của California khoảng chiều dài 1.500 dặm và bề ngang khoảng 450 dặm thì có một cái vệt nước mà gọi là nó giống như dòng sông này, nó treo lơ lửng lên trời, nó gọi là atmospheric river. Và khi mà gặp những điều kiện mà thuận lợi đó thì dòng sông nó biến thành mưa mà rớt xuống mặt đất cái kinh khủng, gây lụt lội đó, tàn khốc. Thì mấy ngày vừa qua tại California thì quý vị đã chứng kiến như vậy, mưa tầm tã khắp mọi nơi ngày đêm, trụ điện ngã, trụ điện ngã, đường phố bị cây ngã và gián đoạn đi lại, 900.000 ngôi nhà bị mất điện. Thưa quý vị, đó là cảnh chúng ta biết là nhìn trời mưa lạnh, những cụ già, những trẻ em, những người tàn phế họ cần có điện. Và trong bối cảnh mà mấy ngày mày vừa qua thì điện mất và đường phố đi không được, nhiều đường phố bị cầu cống bị sập, cây cối ngã lên đường, không thể lưu thông lại, cho nên có những trường hợp đi cấp cứu đành phải ở nhà và rất là nguy hiểm. Thì giám đốc sở điện lực California cũng kêu gọi là bà con bình tĩnh, họ đang gia tăng cái việc mà nỗ lực mà phục hồi lại điện trong cho bà con trong thời gian rất là ngắn. Và người ta thấy chỉ trong một ngày vừa hôm qua ngày hôm nay thôi thì cái nhân viên của sở điện lực PG&E đi làm việc tối đa và đã đem lại cái nguồn sáng trở lại bình thường cho rất nhiều gia đình. Và có cái điều là California bị lụt lội rất nặng, nó kêu life threatening flood, lụt mà lụt lội có thể đe dọa đến mạng sống con người, xảy ra khắp trên khắp địa bang California, từ San Diego lên tới Orange County, lên tới San Jose và lên tới Sacramento, khắp nơi nào cũng bị. Tổng cộng á, thì cho đến giờ này theo chính quyền á, thì trên 11 triệu người ở tại California đã đứng đương đầu với tình trạng là lụt lội thảm khốc, có thể đe dọa đến mạng sống của mình. 11 triệu người bị cái cảnh như vậy. Chúng ta biết rằng đó là một số rất lớn. Và 900.000 hộ gia đình đã đương đầu với tình trạng mất điện khi mà cái cơn bão áp nhiệt đang tiến vào mạnh vào California. Chúng ta thấy là tối ngủ nó gây gió rú cái kinh hoàng lắm. Và ngay cả như chúng tôi nói là ngay chúng tôi đêm nửa đêm này nó rú đến mức giật mình thức dậy, ngồi trong nhà nhìn ra mưa tơi tả luôn và gió rú như là thu rừng mà rú như vậy. Và chúng ta biết là một vài tình trạng cập nhật ở một số nơi như Orange County đó, thì đã ra cái lệnh mà evacuation, lệnh mà di tản và không để cho người già, người bệnh, người phụ nữ có bầu và trẻ em ở trong khu vực mà có thể bị ảnh hưởng bởi bão và lụt và di tản. Nhiều thành phố di tản, thống đốc California ra lệnh là 6 thành phố trong một lệnh báo động nguy hiểm đặc biệt và cần phải di tản. Thì tại Orange County vào ngày Chủ nhật ngày hôm qua cũng bị cái lệnh di tản đã xảy ra khi mà bão hít vào thành phố này. Và các cái vùng như là Silverado Canyon, Williams Canyon, Majeska Canyon và Trabuco Canyon, Canyon là hẻm núi, thì những cái khu vực này cũng di tản rất là lớn và rất nguy hiểm. Và cái phi trường Santa Barbara đã đóng cửa vì lụt và hủy bỏ tất cả những chuyến bay về thương mại tại phi trường này. Đó, thì qua quý vị thấy cái tình trạng California, nhưng mà tới ngày hôm nay thì chúng tôi nhìn theo cái bản đồ mà thời tiết thì cho thấy rằng là chúng ta hy vọng là thời tiết California trong các ngày tới thì
đỡ hơn, nó ít bị tình trạng mà chúng ta sẽ coi như tình trạng California quê quê đời. Coi có cập nhật gì mới không để gửi cho quý vị cập nhật sốt dẻo luôn. Trung bình ở ở trường là trung bình khoảng 55 độ. Hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thì năm thứ thứ hai hôm nay 57 độ. Thứ ba 58 độ. Thứ tư 59 độ. Thứ năm là 59 độ, thứ sáu là 60 độ. Và sang tuần tới thứ hai thứ bảy cũng 64 độ, chủ nhật 64 độ, thứ hai 66 độ. Như vậy chúng ta đã gần như đã vượt qua cái cơn bão và áp như dòng sông áp suất nhiệt đới rồi, thì chúng ta hy vọng là mọi thứ được trở về bình thường kể từ ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị những ngày tháng bình an, và lưu tâm là tình trạng mà có thể vẫn còn một số nơi vẫn còn bị ảnh hưởng ít nhiều, thì chúc quý vị vượt qua tất cả và trở lại đời sống bình thường trong những ngày tháng tới. Xin trân trọng chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.